Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đại trong loạt video hướng dẫn học phần mềm Photoshop căn bản cho người mới bắt đầu. Trong bài học ngày hôm nay, mình tiếp tục giới thiệu với các bạn về cái menu layer. Tiếp tục với các cái thuộc tính hôm trước, hôm nay mình giới thiệu với các bạn các cái thuộc tính như là rename layer này, layer style, smart view, new layer, new adjustment layer, rồi layer mask, vector mask, clipping mask các bạn. Bây giờ mình có một cái file một con cò như thế này, mình nhân bản cho nó thành một cái layer khác, đúng không? Mình có một cái layer copy đấy, các bạn thấy layer copy chưa? Thì bây giờ mình sẽ làm việc, đây là cái việc rename layer. Thì các bạn, sau khi các bạn nhân bản thì các bạn có thể thay đổi cái tên này, ví dụ như thay đổi là con cò, đúng không? Đấy. Các bạn có thể vào trong layer để rename, hoặc là các bạn có thể click chuột vào cái chữ trên cái layer, đúng không? Để đổi tên, đúng không? Các bạn có thể thêm các cái hiệu ứng cho các bạn, cái layer style này, này các bạn nhìn thấy rõ chưa? Các bạn có thể thêm các cái layer style cho cái layer con cò. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tách cái con cò này ra để tôi tạo các cái layer cho nó, các bạn nhìn giúp tôi. Bây giờ tôi đã có một cái layer con cò đó, tôi nhân bản thành cái layer khác. Bây giờ tôi có một cái con cò, được chưa? Bây giờ tôi tạo một cái layer khác để tôi tô màu cho nó, để các bạn thấy được là cái layer con cò này nó nằm trên một layer khác đó. Cái này tôi làm cơ bản hướng dẫn các bạn thôi, chứ các bạn nhìn thấy là nó tách màu chưa được kỹ này, tách cái background giữa cái nhân vật và cái background nó chưa được kỹ, đúng không? Tôi sẽ làm việc các bạn thấy thôi. Ví dụ bây giờ tôi có một cái layer này, đó layer con cò đó, tôi muốn cho nó một cái hiệu ứng, tức là vào trong cái layer style, blending option, các bạn nhìn thấy gì chưa? Hoặc là các bạn có thể vào trong chọn cái layer đây, các bạn chọn blending option, các bạn nhìn thấy chưa? Nó cũng giống nhau nha các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Tôi chọn blending option. Thì cái này là chỉ cách thêm các hiệu ứng cho cái đối tượng thôi các bạn nhé. Ví dụ bây giờ tôi chọn cái đối tượng có một cái drop shadow, các bạn nhìn thấy chưa, là cái bóng đổ nha các bạn. Các bạn nhìn thấy bóng đổ chưa? Các bạn có thể thay các cái thông số cho cái đối tượng mà các bạn cần. Đây tôi cho nó nhỏ thôi, đưa cái bảng này lên cho các bạn thấy. Bây giờ ví dụ tôi cho nó có một cái bảng blending option các bạn, thì tôi cho cái drop shadow, các bạn nhìn thấy gì chưa? Tôi bỏ tại vì bên ngoài có một cái hiệu ứng rồi. Đây tôi làm lại blending option. Đấy, trong cái bảng blending option này có rất nhiều cái hiệu ứng nha các bạn. Ví dụ như bevel emboss này, cái độ gồ của cái hình này. Đấy, stroke là thêm cái đường biên này. Các bạn thấy thêm stroke này rất hay nha các bạn. Các bạn có thể thấy trong các cái poster hoặc là các cái thumbnail của YouTube thì các cái thiết kế được các cái nhà thiết kế sử dụng rất là nhiều, hoặc là cái inner shadow này là cái ánh sáng nằm bên trong, đúng không? Đấy. Cái bóng đổ nằm bên trong. Inner ground là cái ánh sáng nằm bên trong. Các bạn ánh sáng nằm bên trong nhé các bạn. Đấy. Hoặc là cái gì ạ? Stain. Đấy. Cái color overlay, tức là các bạn chọn cái color overlay này thì các bạn chọn một cái màu mà các bạn cần blend màu, đúng không? Đấy. Ví dụ tôi chọn màu vàng. Đấy. Các bạn thấy chưa? Và các bạn blend cho nó một cái màu thì cái màu đấy nó sẽ nằm blend lên cái hình của các bạn, đúng không? Đấy. Rồi gì ạ? Radiant overlay, các bạn chọn cho nó một cái màu radiant, đúng không? Ví dụ tôi chọn màu blue này. Đấy. Hoặc là cái màu orange. Đấy, để tôi blend cho nó, các bạn chọn cái chế độ blend đấy, cho nó thôi, đúng không? Các bạn có thể chọn các cái loại blend như là linear gradient, angle reflect gradient, giống như cái công cụ mà chọn gradient này các bạn nhé. Đấy, rồi cái góc của cái màu này, các bạn nhìn thấy chưa? Chuyển những góc khác nhau. Đấy, scale cái màu này. Đấy. Rồi. Gì nữa, pattern gradient, tức là các bạn tô cho nó một cái màu pattern, và các bạn gì ạ, các bạn transform cho các bạn ấy cho nó nhá, các bạn blend mode cho nó, đúng không? Ví dụ tôi chọn cái này, tôi blend mode cho nó thành một cái khác. Cái này các bạn giống như cái kiểu mà sử dụng các cái đối tượng mà expose cho các bạn lồng một cái
một cái hình người vào trong cái background rừng núi gì đấy các bạn thấy không? Các bạn hay 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 thấy trên TV, trên các cái trang mạng hoặc cái trang tạp chí đó. Đấy, hoặc là cái outer ground này là cái ánh sáng bên ngoài của con cò này, các đối tượng hoặc là rope shadow. Đấy, các bạn ví dụ bây giờ tôi có một cái rope shadow và tôi chung một cái bóng đổ này, và cái bóng đổ này nó khoảng cách vừa phải thôi, đúng không? Và cái độ blur nó mềm mại hơn. Đấy. Rồi các bạn có cho noise không, là các hạt nha các bạn. Ví dụ ok, đúng không? Đấy, đấy là cái cách mà các bạn sử dụng và tạo các cái layer style nha các bạn. Hoặc là các bạn gì ạ, các bạn có thể vào trong cái window, các bạn gọi cái cửa sổ style ra, đúng không? Bên trong đây có rất nhiều cái style nha các bạn có thể sử dụng các style này. Đó, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy. Ví dụ như tôi chọn cái style này, đấy, hoặc cái style này. Đó. Rồi cái bóng đổ này, các bạn nhìn thấy chưa? Khi các bạn chọn cái style rồi, thì các bạn có thể sử dụng chỉnh sửa nó bằng cách nhấp đúp vào cái chữ FX đây. Đúng không ạ? Hoặc các bạn nhấp vào cái chữ FX thì nó đều hiện các bạn ra cho các bạn. Thì các bạn giống cái bản hồi nãy tôi vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng thôi. Nếu như bên trong cái hiệu ứng này nó có bao nhiêu cái hiệu ứng thì nó sẽ hiện trên đây cho các bạn chỉnh sửa. Các bạn có thể chỉnh sửa từng cái hiệu ứng một, đúng không? Các cái thông số như khoảng cách của cái bóng đổ này, rồi cái size mờ bin, cái độ blend này, đúng không? Cái độ opacity mờ hay là đậm hay là nhạt, đúng không? Rồi các cái màu mà các bạn làm bóng đổ này, ví dụ tôi không thích màu đen, tôi thích màu cam các bạn, thì nó sẽ chọn cái màu cam nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái màu cam bên dưới đối tượng không? Đúng không? Thì các bạn có thể vào đây chọn các cái style, hoặc các bạn tự tạo các style bằng cách các bạn vào blending option, đúng không? Rồi tiếp theo là cái smart filter. Smart filter là gì ạ? Bây giờ tôi bỏ cái bây giờ tôi sẽ tạo cho nó một cái filter nha các bạn. Ví dụ như các bạn chọn cái layer này, các bạn vào filter, phần filter tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Thì cái phần filter này nó cũng giống như cái phần filter bên trong cái phần mềm Register thôi, các bộ lọc nha các bạn. Thì ngoài các bộ lọc có sẵn trong đây thì các bạn có thể download thêm các cái bộ lọc khác để các bạn cài vào trong máy để sử dụng, đúng không? Bây giờ tôi có rất nhiều cái bộ lọc cài thêm đây. Ví dụ bây giờ tôi dùng một cái bộ lọc đấy, Gaussian Blur, tôi làm mờ cái đối tượng này, đúng không? Ví dụ như tôi làm mờ đối tượng này, ok. Thì bây giờ tôi đã có một cái bộ lọc, đúng không? Thì tôi vào cái layer, tôi đây các bạn chọn đây, các bạn vào layer, đúng không? Đây, ví dụ tôi chọn cái filter nha các bạn, filter. Rồi tôi ok. Đấy, cái con quả nó bị mờ đó. Các bạn có thể vào đây để các bạn chọn vùng chọn này. Các bạn chọn là cái layer các bạn cần cho nó một cái filter, đúng không? Rồi sau đó các bạn vào blur, Gaussian blur. Đấy, các bạn chọn ok. Cái đối tượng này nó đã có một cái blur đó, các bạn vào trong cái smart filter, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi có một cái đối tượng filter rồi, các bạn nhìn thấy gì vậy? Đấy, cái đối tượng là filter, thì các bạn vào layer smart. Ví dụ bây giờ tôi có một cái layer con cò này và tôi tạo cho nó một cái filter nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn đây, filter style, tạo một cái lớp smart object. Đấy. Sau đấy tôi tạo cho một cái filter đấy, ví dụ blur này thì các bạn nhìn thấy đây. Tôi sẽ vào layer và tôi chọn cái smart filter. Smart filter này nó quản lý các cái đối tượng mà bộ lọc filter các bạn đã vừa sử dụng các bạn. Và các bạn lưu ý giúp tôi là gì ạ? Đối với cái công cụ smart filter này, các bạn phải gì ạ? Các bạn phải convert cái đối tượng này thành cái smart object nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nếu các bạn retry các bạn retry rồi, đúng không? Thì cái hiệu ứng smart filter nó sẽ không thực hiện được nha các bạn. Đấy, nó sẽ bị ẩn, đúng không? Cái smart filter nó thực hiện được các cái lệnh đấy, nó sẽ thực hiện được nếu như các bạn chuyển đổi cái đối tượng trên layer của các bạn thành smart object. Khi các bạn chuyển đổi cái đối tượng thành smart object thì các bạn có thể vào blur hoặc là các cái bộ lọc, các bạn tạo các bộ lọc nha các bạn. Đấy, thì các bạn tạo cho nó một bộ lọc, ví dụ ở đây tôi chọn một cái bộ lọc nào đấy, đúng không? Tôi chọn cái blur đi cho các bạn dễ thấy. Blur thì nó làm mờ, các bạn nhìn thấy chưa?
Bây giờ tôi đã có một cái bộ lọc là Gaussian Blur. Thì các bạn vào trong đây có thể quản lý các cái bộ lọc các bạn vừa thực hiện. Thứ nhất là các bạn có thể tạm thời ngắt cái Smart Blur này đi, bỏ cái Smart Smart Filler này, đúng không? Gaussian Blur đấy. Đấy, hoặc là các bạn có thể lấy lại cái bộ lọc đấy bằng cách là Enable Smart Filler Tutor, đúng không? Rồi gì nữa, các bạn có thể delete cái smart này hoặc là clear smart này, đúng không? Clear này, các bạn nhìn thấy không còn cái bộ lọc trong cái smart object này nữa, đúng không? Tiếp theo là cái gì ạ? Cái new fill layer. Thì cái new fill layer tức là các bạn tô mới cho cái layer này. Ví dụ bây giờ tôi có một cái layer mới là trống trống không, đúng không? Các bạn nhìn thấy chưa? Thì các bạn có thể tô màu cho cái layer này bằng cách tô một màu đơn này, tô một cái màu gradient này, hoặc tô một cái pattern, tô màu đơn cho các bạn tạo một cái tên layer. Thì các bạn thấy gì chưa? Đấy, tôi sẽ tạo một cái màu khác cho các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi cho tô, ví dụ tô một tô màu này. Các bạn thấy gì chưa? Nó tô cho cả cái khung của cái đối tượng cho các bạn. Đấy. Hoặc là gì ạ? Hoặc là các bạn chọn cái vùng màu mà các bạn cần tô. Ví dụ tôi tô con quà cho cái layer này. Thì các bạn chọn cái new và chọn cái đối tượng đặt tên này, một cái nhãn này, một cái chế độ blending mode, hoặc cái chế độ fuzzy, chế độ opacity bao nhiêu phần trăm, hoặc các bạn có thể tạo một cái lớp mặt nạ, đúng không? Rồi đấy, các bạn thấy giờ bây giờ tôi tô cho nó một cái màu đấy, màu vàng, màu cam, các bạn như thế, tôi chỉ tô cho con quà thôi nha các bạn đấy. Hoặc là các bạn tô cho nó một cái gradient, đúng không? Gradient nha các bạn, một cái radian bất kỳ đấy. Hoặc là các bạn có thể tô cho nó một cái button, button là cái mẫu mà hoa văn lặp đi lặp lại nha các bạn đấy. Ok, hiện các cái mẫu hoa văn cho các bạn tô, ví dụ đây các bạn nhìn thấy chưa? Rồi tôi vừa hướng dẫn các bạn các cái tô màu fill, new fill layer. Tiếp theo là cái new adjustment. Cái new adjustment này là tôi đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều lần rồi, đúng không? Ví dụ tôi chọn một cái này thì nó sẽ tạo thành một cái layer mới có một cái hiệu ứng là adjustment. Các bạn có thể chữa cái thông tin này, hoặc là các bạn có thể vào trong cái gì ạ? Ở đây tôi xóa cái layer, hoặc các bạn có thể vào trong cái này, đúng không? Đây các bạn nhìn thấy gì chưa? Create new fill adjustment, đúng, đều như nhau thôi, tạo một cái layer khác chứa các cái thông tin của adjustment. Level chẳng hạn, thì các bạn có thể di chuyển các thông tin đây và blend nó, đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thì chỉ là các cái cách khác nhau để tạo ra cái đối tượng mà các bạn chỉnh màu, đúng không? Hoặc layer mask là gì ạ? Layer mask, vector mask và clipping mask. Cái này tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn hiểu cái bản chất của vấn đề. Đầu tiên là cái vấn đề mà layer mask nha các bạn. Layer mask ví dụ như bây giờ tôi có một cái lớp này. Đấy. Và tôi mở một cái file mới lên để tạo một cái layer mask cho các bạn dễ thấy, đúng không? Đây tôi có một cái hình tượng bông hoa này, đúng không? Tôi kéo thả vào trong đây, các bạn nhìn thấy rồi. Bây giờ tôi có một cái đối tượng bông hoa này và tôi muốn tạo layer mask cho cái đối tượng này, thì tôi phải làm thế nào? Các bạn bấm vào trong đây nha các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Layer, add layer mask, tức là tạo thêm một cái layer mask nha các bạn. Đấy, cái layer mask các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy, thì cái layer mask này trong đây nó hơi dài dòng, nhưng bây giờ tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn cái cách thao tác và tạo cái hiệu ứng cho layer mask trên cái đối tượng này thôi. Ví dụ bây giờ tôi có một cái layer mask nha, tôi tạo cho nó một cái layer mask này, các bạn thấy chưa? Cái layer mask này có hai cái khung. Khung thứ nhất là chứa cái hình ảnh, đúng không? Khung thứ hai là chứa một cái khung thứ nhất là chứa một cái hình ảnh mà các bạn có smart object này. Cái khung thứ hai là tạo một cái layer mask thumbnail này, đúng không? Layer mask, một cái thumbnail là cái dạng mà các bạn nhìn thấy, đúng không? Bây giờ các bạn chọn cái ô bên bên phải của các bạn, đúng không? Các bạn chọn cái cọ, bạn có thể đảo cái vùng chọn này là các bạn xóa cái đối tượng đi, đúng không? Cái này gọi là layer mask nha các bạn. Đấy, các bạn xóa cái đối tượng mà các bạn không cần đi. Ví dụ tôi xóa cái đối tượng này, cái background này đi, đúng không? Này là gọi là cái lớp layer mask nha các bạn. Đấy, thì cái này thì làm việc rất là nhiều, các bạn lưu ý giúp tôi. Ví dụ như bây giờ tôi vô tình xóa lem một cái cánh hoa này đi, tôi muốn lấy lại cái cánh hoa này, thì các bạn bảo làm thế nào? Các bạn nhấn phím X hoặc là các bạn đổi cái background này này, cái màu trắng lên trên này, cái màu đen xuống dưới này, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, hoặc là bạn bạn bấm phím X nha.
các bạn vẫn dùng cái cây cọ này, các bạn lấy lại cái đối tượng, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, đấy, đây là cái cách mà các bạn có thể làm việc với cái layer mask các bạn. Đấy. Các bạn có thể tạo cho nhiều cái đối tượng khác nhau, nhiều cái layer mask. Ví dụ như bây giờ tôi bổ cái lớp này đi, tôi tạo một cái layer mask cho con cò, các bạn nhìn thấy chưa? Và bây giờ tôi xóa cái này đi, đấy, tôi bổ cái này đi cho các bạn thấy, tôi đổi vùng cò, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi sẽ xóa vùng cò này đi nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi xóa vùng cò đi. Đó. Các bạn phải làm việc trên cái layer mask nha các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Nếu các bạn chọn cái đối tượng là con cò thì nó sẽ xóa cái background này đi, nó xóa cái đối tượng đúng không? Xóa cái đối tượng chứ không phải là xóa cái hình luôn nha các bạn. Đấy chứ không phải là xóa cái lớp mask background. Còn khi các bạn xóa trên cái layer mask, cái layer mask này thì các bạn có thể lấy lại được. Các bạn lưu ý giúp tôi nha. Ví dụ như các bạn chọn cái hình này, các bạn xóa nha, thì các bạn không lấy lại được nha các bạn. Các bạn không lấy lại được. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Lấy lại được. Nhưng ngược lại các bạn làm việc trên cái layer mask, các bạn xóa đi, đúng không ạ? Các bạn xóa đi, vô tình xóa cái chân, thì các bạn có thể lấy lại được bằng cách là nhấn phím X đổi cái mặt background lên, các bạn lấy lại cái chân, đúng không ạ? Đấy, cái layer mask này làm việc rất là hiệu quả nha các bạn. Đấy. Rồi gì ạ? Tôi giới thiệu với các bạn thêm về cái phần mà vector mask. Vector mask là gì ạ? Là các bạn tạo một cái lớp vector, một cái hình vector để các bạn tạo cái lớp mặt nạ cho cái đối tượng, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như bây giờ tôi có đối tượng này, nếu các bạn tôi xóa hết đi. Đấy. Tôi chỉ để lại cái lớp này thôi. Ví dụ tôi có một cái đối tượng con cò này và tôi muốn tạo một cái vector mask cho nó thì tôi làm nào? Các bạn đầu tiên các bạn vẽ một cái hình mà các bạn muốn tạo layer mask. Ví dụ thì tôi có một cái bông hoa hồng này hoặc là một cái đối tượng nào đấy, đúng không? Đấy, các bạn có thể tự vẽ hoặc là các bạn lấy trên đây, đúng không? Ví dụ như tôi có một cái con vật này, đúng không? Ví dụ con voi. Bây giờ tôi vẽ một con voi, đúng không? Để tạo một cái vector mask thì các bạn có thể chọn định dạng là shape này. Shape là gì ạ? Shape là lấy cả cái màu, đúng không ạ? Hoặc là các bạn lấy cái định dạng path thì nó sẽ lấy cái đường bin thôi. Các bạn nhìn thấy đây, tôi vẽ một con voi, một con cò này sẽ nằm trong cái con voi này, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Bây giờ các bạn tạo cho nó một cái lớp vector mask bằng cách gì ạ? Các bạn nhấp vào cái add layer mask. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn đầu tiên các bạn phải vẽ một cái lớp shape, một cái hình shape nha các bạn. Các bạn để chỉnh sửa cái hình shape này, các bạn chọn cái công cụ Path Selection. Các bạn để chỉnh sửa cái hình shape này. Rồi bây giờ sau khi các bạn đã có một cái hình shape rồi, đúng không? Thì các bạn chọn cái đối tượng mà các bạn cần mask. Sau đấy các bạn add layer mask. Lần đầu tiên các bạn add layer mask nó sẽ hiện một cái khung hình layer mask như thế này. Lần thứ hai các bạn add tiếp thì nó sẽ tạo một cái lớp mặt nạ, đúng không ạ? Nó mặt nạ con voi nó sẽ tạo một cái lớp mặt nạ con voi và con cò nó sẽ giới hạn hiển thị bên trong cái con voi thôi, đúng không? Và để chỉnh sửa các cái nội dung cũng giống như cái hình shape như thế này thì các bạn có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể chọn cái công cụ move, các bạn chọn cái hình các bạn cần di chuyển, các bạn phải bỏ cái link này đi nha các bạn. Các bạn cứ di chuyển được đây, các bạn phải bỏ cái link này, các bạn mới di chuyển được cái đối tượng, cái hình ảnh của các bạn bên trong cái đối tượng con voi, đúng không? Tức là cái content đấy, đúng không? Cái content là cái con cò, đúng không? Cái lớp mặt nạ là con voi nha các bạn. Và các bạn có thể chỉnh sửa cái lớp mặt nạ bằng cách gì ạ? Bằng cách các bạn chọn cái công cụ Direct Selection Tool, các bạn chọn cái lớp con voi, các bạn chỉnh sửa, đúng không? Đấy, đây là hai cách mà tôi vừa hướng dẫn các bạn sử dụng. Hoặc các bạn có thể link các cái này lại để các bạn gì ạ? Các bạn di chuyển cả cái đối tượng nha các bạn. Đấy. Các bạn muốn di chuyển tất cả các đối tượng, cả con voi và con cò thì các bạn phải dùng công cụ Move Tool nha các bạn. Còn các bạn sử dụng cái công cụ mà Path Selection thì nó di chuyển cái công cụ Path cho các bạn thôi, đúng không ạ? Đấy, các bạn dùng công cụ Move Tool, các bạn bỏ cái liên kết này đi, đúng không? Các bạn chỉ di chuyển con cò thôi. Còn khi các bạn liên kết cái này thì nó di chuyển cả con voi, đúng không ạ? Đấy, đây là cái cách làm việc của cái layer mask và vector mask. Ở trong này thì nó nói rất là phức tạp, nên là tôi không muốn hướng dẫn chỉ các bạn. Nó có thể là xóa này, apply này, unsample này, unlink, cái này có thể các bạn không cần thiết để tâm đến làm gì, đúng không? Tôi chỉ hướng dẫn các bạn cái cách mà làm dễ nhất, tại vì Photoshop nó rất là khó và phức tạp,
Khi các bạn mà học theo cái sách xong cái phần mềm sách vở của bên cái phần mềm thì nó rất là khó khăn. Đôi khi có một cái công cụ khi nào khi tốt nhất là các bạn học theo cái kiểu mà hiểu cái vấn đề hơn là học theo máy móc và sách vở, đúng không? Có đôi khi một cái công cụ, một cái phần mềm thôi nhưng mà nó lại có nhiều cái cách làm khác nhau. Khiến bạn có thể rất là khó khăn để quản lý các cái vấn đề mà làm việc. Ví dụ tôi minh họa cho các bạn cái phần hôm trước là adjustment, đúng không? Adjustment thì nó có nhiều cái kiểu, đôi khi chỉ là cái công cụ mà adjustment thôi, đúng không? Các bạn nhìn thấy adjustment chưa? Thì cái adjustment này nó lại được tạo bằng các cái hình thức khác nhau. Ví dụ như các bạn có thể vào email adjustment, đúng không? Để các bạn tạo các cái hiệu ứng của cái màu này, hoặc là các bạn có thể vào trong cái phần gì ạ, blending, đúng không? Cái phần dưới đây nó cũng để tạo cho bạn một cái adjustment, đúng không? Hoặc là cái gì ạ, các bạn có thể vào trong layer, các bạn cũng vẫn có thể tạo các cái adjustment bằng cách new style. Xin lỗi các bạn trong có thể new này đấy. Đây xin lỗi các bạn có thể là vào new adjustment layer, các bạn vẫn có thể tạo các cái adjustment đấy, nhưng mà các bạn phải hiểu bản chất của vấn đề là các bạn sử dụng như thế nào, công cụ đấy như thế nào cho mục đích của mình thì các bạn sẽ dễ dàng hơn, đúng không? Bằng phần các bạn nó cứ vào trong các cái đối tượng này, cái này nó sử dụng như thế nào, cái kia sử dụng như thế nào thì nó rất là khó, đúng không? Tôi hướng dẫn cho các bạn mà cách nào mà các bạn sẽ hiểu nhất và có thể làm được cái đối tượng đấy, chứ không phải là cái đấy làm gì như thế nào, đúng không? Rồi tiếp tục cái gì ạ, create clipping mask. Cái này là cái tạo một cái clipping mask thì cũng giống như cái này thôi các bạn nhé. Cái đối tượng tạo clipping mask thì nó rất là nhiều cái hình thức khác nhau. Ví dụ bây giờ tôi bỏ cái này đi, tôi lại nhân bản cái này, các bạn thấy gì ạ? Các bạn có thể tạo cái clipping mask, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi có một cái đối tượng thế này, đúng không? Tôi tạo như thế này để thêm con quả đi, và tôi muốn tạo cái đối tượng này thành một clipping mask, đúng không? Các bạn nhìn thấy gì vậy? Các bạn tạo một clipping mask, đúng không? Clipping mask này là sao ạ? Đây tôi chọn, tôi tô cho nó một cái màu để tạo clipping mask nha các bạn. Thực chất cái clipping mask này là một cái lớp mặt nạ che thôi nha các bạn. Đấy, tôi tô cho nó một cái màu. Đấy, tôi tô cho nó một cái màu. Ví dụ như tôi tô cho nó màu xanh. Các bạn thử mở một cái lớp, tôi tô cho nó một cái màu xanh này. Và tôi muốn cái con cò này nó hiện trong cái phạm vi của cái màu xanh này. Thì tôi làm thế nào? Tôi sẽ tạo cho nó một cái clipping mask. Đấy, các bạn thấy gì vậy? Đây, xin lỗi các bạn chọn cái lớp mà muốn clipping mask của cái hình. Các bạn chọn clipping mask. Đấy, các bạn nhìn thấy gì vậy? Bây giờ cái con cò nó nằm trong cái hình rồi, đúng không? Đấy. Các bạn nên nhớ là các bạn ngược lại với cái phần bên Illustrator thì các bạn chọn hai đối tượng để các bạn làm clipping mask đó. Thì các bạn chọn cái layer mà các bạn cần clipping mask, sau đây các bạn vẽ cái clipping mask thì cái layer đối tượng mà cần clipping mask nó nằm phía trên, các bạn tác động vào cái layer clipping mask đấy, đúng không? Các bạn chọn cái clipping mask thì nó sẽ tạo cái clipping mask cho cái đối tượng của các bạn, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi lại có một cái hình khác, cái hình này chẳng hạn. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Này. Tôi tô màu cho nó, tôi chọn một cái hình shape nha các bạn. Không phải tôi chọn path, các bạn nhìn thấy gì chưa? Tôi chọn một cái hình shape. Đấy. Đấy, bây giờ tôi có một cái hình này. Tôi muốn tạo cái clipping mask cho nó thì tôi phải kéo xuống dưới đây, đúng không? Thì bây giờ nó tôi kéo xuống dưới đây, các bạn nhìn thấy gì chưa? Bây giờ nó là cái hình này, tôi tắt cái hình này đi. Ở đây các bạn nhé, các bạn nhìn thấy gì chưa? Tôi sẽ kéo cái hình này vào cái clipping mask của cái đối tượng này. Nó sẽ ra clipping mask này, các bạn thấy gì chưa? Đó. Đây là cái cách tạo clipping mask của Photoshop. Hoặc là ví dụ bây giờ tôi có cái thêm nhiều cái hình ảnh nữa nha các bạn. Ví dụ tôi có một cái bông họa này, tôi kéo vào thả trong đây. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy. Và cái hình này là sao? Tôi lại cũng tạo cái clipping mask, đúng không? Bằng cách kéo vào trong này.
để tạo hai cái clipping mask. Khi các bạn không cần cái clipping mask của cái hình này hoặc các bạn chọn cái clipping mask của cái hình khác thì các bạn có thể tắt con mask đấy đi. Đúng không? Ví dụ như tôi có nhiều đối tượng hình ảnh để tôi có thể so sánh và chọn, đúng không? Có thể tạo nhiều cái clipping mask khác nhau. Đó, ví dụ như thế. Đây, tôi không thích bông hoa này, tôi lại bật con cò này đi. Các bạn thấy chưa? Đấy. Đấy. Đây là cái cách tạo clipping mask nha các bạn. Đấy. Hoặc là các bạn không thích để clipping mask là các bạn có thể bỏ cái relay cái clipping mask nha các bạn. Đấy. À, cái này cũng thế. Đấy. Các bạn relay nó đi. Hoặc các bạn muốn tạo lại thì các bạn chọn clipping mask thôi. Đúng không? Cái này rất là dễ nha các bạn. À, và để di chuyển cái đối tượng cái content bên trong cái clipping mask thì các bạn chọn công cụ move tool nha các bạn. Đấy. Hoặc là các bạn muốn di chuyển cái đường hình path thì các bạn chọn công cụ path. Đúng không? Đây. Đây, các bạn nhìn thấy gì chưa? Bạn chọn công cụ path đồng thời chọn cái layer của đối tượng mà hình path để tạo clipping mask các bạn di chuyển thôi. Thì hai cách này cũng không có gì khác nhau cả. Các bạn chọn cái nào cũng được. Các bạn chọn hình này thì các bạn kéo cái đối tượng này, hoặc các bạn chọn cái đối tượng hình ảnh thì các bạn chọn cái này các bạn di chuyển thôi. Nó cũng đều giống như nhau hết. Thì cái bài học ngày hôm nay nó hơi dài nên là mình cố gắng làm sao mà để các bạn hiểu được cái vấn đề nhất. Nắm bắt cái vấn đề nhất để các bạn có thể làm việc các đối tượng một cách dễ dàng hơn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Nếu cái video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like và subscribe cái kênh của mình để theo dõi nhiều video hơn nữa nha các bạn. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.